Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 20 năm tái lập, Mỹ Hào đã có bước tiến phát triển vượt bậc, diện mạo và đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Đây cũng sẽ là động lực, là nền tảng vững chắc quan trọng để thị xã tiếp tục phấn đấu, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đô thị loại 3 vào năm 2023 và đạt tiêu chí thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025. Đến với bất cứ xã phường nào ở thị xã Mỹ Hào hôm nay, đều được chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ và rõ rệt cả về vật chất lẫn tinh thần. Hệ thống giao thông, trường học, trụ sở làm việc, nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, các khu vui chơi giải trí, khu sinh hoạt tâm linh và các công trình phúc lợi khác đều đã được nâng cấp, xây mới, to đẹp, khang trang. Với các phường nội thị thì sự thay đổi càng rõ hơn với các tuyến phố sầm uất, khu thương mại, khu vui chơi giải trí. Xen giữa là các dự án đô thị xanh đang tạo lên hình ảnh của đô thị trẻ, năng động, tiềm năng. Chúng tôi thấy đúng là mình đây là một ước mơ rất lớn và sự đổi đời. Trước khi không bao giờ mình nghĩ đến cả ai, đường làng ngõ xóm của nông thôn mà đường bê tông rộng 3-4 mét, đèn đường sáng trưng mà đi phải nói thoải mái, dân tình rất sung sướng. Từ khi mà có sự thay đổi đó thì chúng tôi thấy là rất phấn khởi, mà đồng thời người dân xác định trách nhiệm của mình là gì, là phải cùng với nhà nước để làm sao xây dựng địa phương càng tốt hơn. Từ một địa phương thuần nông, đến nay thị xã Mỹ Hào chỉ còn khoảng 300 hectare đất sản xuất nông nghiệp và đang hình thành các vùng sản xuất sạch, chuyên canh mang lại giá trị kinh tế cao. Hiện toàn thị xã đã có 250 doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, tạo việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động với mức thu nhập trên dưới 10 triệu đồng một tháng. Từ khi công ty thành lập đến giờ, được chính quyền rất là quan tâm, doanh nghiệp chúng tôi luôn luôn cam kết song hành cùng chính quyền địa phương để phấn đấu đưa Mỹ Hào sớm trở thành thành phố công nghiệp. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng luôn luôn sẵn sàng để chăm lo đời sống người lao động, đặc biệt những lao động địa phương. Sau hơn 20 năm tái lập, thị xã Mỹ Hào giờ đây là một trong những trọng điểm kinh tế của tỉnh. Giá trị sản xuất năm 2021 ước đạt trên 30.000 tỷ đồng, tăng trên 1.000 lần so với thời điểm mới tái lập. Thu nhập bình quân đầu người trên 75 triệu đồng. Kết quả này là động lực, là nền tảng vững chắc để Mỹ Hào phấn đấu mục tiêu cao hơn trong thời gian tới. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ ban hành 3 chương trình và 6 đề án, trong đó có chương trình phát triển đô thị đến năm 2030, tập trung xây dựng hệ thống giao thông, tiêu thoát nước và xử lý rác thải, tiếp nhận các cái dự án đầu tư không gây ô nhiễm môi trường và các cái dự án đô thị lớn có tính văn minh hiện đại để phát triển Mỹ Hào nhanh và bền vững. Với nền tảng sẵn có, thị xã Mỹ Hào đang phấn đấu quyết tâm hoàn thành mục tiêu đô thị loại 3 vào năm 2023 và đạt tiêu chí thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025, xứng đáng là trung tâm kinh tế chính trị đứng thứ 2 của tỉnh Hưng Yên.